không ngắm. Trời ơi, mình thèm ăn thịt vịt quay quá. Trời, có chuyện gì ngoài cửa mà ồn ào vậy ta? Buồn ngủ quá. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yes, ok. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật Ký Luyện Rồng. Ok, yeah. Thì mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ta? À quên quên, hồi nãy có người gõ cửa đi, mình ra xem có ai đã. Mới sáng sớm mà ồn ào rồi. Trời ơi. Ui. Ui, ngài thuyền trưởng. Ui 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 ui. Dạ dạ dạ. Trời 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 trời. À dạ, em chào ngài thuyền trưởng ạ. À. Dạ, ngài đến đây có chuyện gì không mà sao ngài lại đến tận nhà em để kiếm em vậy ạ? Thì có chuyện gì đâu. Thật ra đó là bởi vì là tao muốn kiếm cậu, là tao muốn nhờ cậu một việc. À có chuyện gì mà ngài thuyền trưởng muốn nhờ tôi? Cái chuyện đó có quan trọng hay không mà đến tận nhà tôi kiếm tôi luôn vậy? Ờ thì bởi vì là ta thấy á, là cậu đã sở hữu được hai con rồng rồi. Và ta thấy cậu là một người rất là đặc biệt. Cậu có thể kiếm được những con rồng này là cậu đã rất là khó khăn đúng không nào? Bởi vậy cho nên là ta qua đây muốn nhờ cậu một việc. Ờ thì ta nghe nói á, là ở gần đây có một cái kim tự tháp. Và trong cái kim tự tháp đó nó có một con rồng. Nó có một con rồng, à không, chính xác là một quả trứng rồng. Quả trứng rồng này là một con rồng sa mạc, rất là quý hiếm luôn. À, thì ta sẽ chỉ đường cho cậu để cậu có thể đi kiếm con rồng này. Cậu có đồng ý không nào? À, được rồi, tôi hiểu rồi. Hóa ra là ngài muốn nhờ tôi kiếm rồng à. Trời ơi, đơn giản thôi. Ủa mà cái kim tự tháp nó nằm ở đâu vậy? Được rồi, để chờ chờ tôi xíu nha, tôi xuống để kêu bạn của tôi đã. Tham ơi, Tham. Wow. Tham ơi. Dậy đi, trời ơi. Đang ngủ mà. Ngủ ngủ cái gì? Đi 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 nè, đi nè. Mình có công việc phải làm mày nè. Ai ngủ. Ngủ cái gì? Trời ơi, đi kiếm rồng nè. À rồng à? À đi đi đi. Trời, bà đi đi trời, đi nhanh lên trời. Ơi có bà có biết đường đi không mà bà đòi đi ghê vậy? À, đi đâu vậy? Trời, không biết đường đi mà còn bày đặt nữa. Đi theo tôi lên, tôi hỏi ông thuyền trưởng. Dạ thuyền trưởng ơi, tôi kêu bạn tôi vậy nè. Bây giờ ngài hãy chỉ đường cho tôi với bạn của tôi đi đến cái kim tự tháp đó nha ngài. Ok mọi người ơi, thì bọn mình đã biết được đường đi rồi nè anh em. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ để bắt đầu đi kiếm con rồng thứ ba nha anh em. Trời ơi, không biết con rồng thứ ba này nó có đẹp hay không đây. Nó có đẹp được như con rồng lá này hay không đây. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ lấy thêm một ít lúa để làm bánh mì. Và bọn mình sẽ gì ta, đem để có thức ăn anh em. Có bánh mì đem theo để có thức ăn mà ăn. Chứ chẳng lẽ giờ đi xa không có không? Đúng rồi. Lấy đi trời. Chúng ta sẽ có thức ăn để ăn. Đừng quên trồng lại nha Sam. Phải trồng lại nha, không thôi là mất á. Ok. Trời ơi, ông nghĩ tôi là ai vậy? Sau khi mà lấy xong chúng ta sẽ đem theo một ít bí ngô nữa. Trời ơi, đâu phải chỉ có mang theo gì ta. À, bánh mì là đủ đâu, phải có thêm bí ngô để ăn nữa nè. Đó, mang theo bí ngô để có gì kẹp bí ngô với bánh mì ăn đúng không? Đó. Rồi ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm bánh mì. Bà lấy được nhiều lúa mà đưa tôi. Đây đây, tôi có khá nhiều nha, tôi có 30 cái. Đó. 30 cái rồi hả? Ghê vậy. Ok đây. Rồi bây giờ mình sẽ chế thành bánh mì nha anh em. Ồ, chế được 31 ổ bánh mì luôn chứ phải bình thường rồi nha. Wow, rồi chế nè. Ồ, quá trời bánh mì luôn. Thôi mình ăn sáng cái. Ngon quá. Tôi ra. Thôi bà nhịn đói đi, tôi không cho bà đâu. Ai ai. Thôi không cho, không cho. Thôi đồ, nè. Nè cho bà 15 cái nè. Đó mình chia nửa. Ok, được á. Ok, bí ngô dưa hấu nè, cho bà 6 miếng dưa hấu nè, tôi 6 miếng, bà 6 miếng. Đó, thêm bí ngô nữa nè. Có 2 miếng luôn. Yeah. Nhớ đem theo ăn đó nha. Ok. Thì ok, mình nghĩ là như thế này là đủ rồi ha. Ok. Phải chế thêm giáp, chế thêm đồ nữa chứ quên. Đúng rồi, lỡ con rồng trắng mình sao? Đúng rồi, mình phải chế thêm giáp đồ nữa chứ quên mất từ từ. Ở đây có vàng, nhưng mà dịch mình hết than rồi. Ở đây vàng. À vàng bên mình nung xong rồi nè. Ủa bên đây có than mà nó không có vàng. Ok, mình bỏ vào đây mình nung. Ok rồi. Để tôi xem tôi chế giáp cho. Ok, trang bị nè. Đó, chế được giáp nè, thấy không? Đó, giáp nè. Giáp nè. Đó, chế thêm cái đôi giày nữa. Đó, vậy là mình đã chế được một bộ giáp cho mình rồi đó. Còn Sam không có giáp. Ok. Gì vậy trời? Từ từ bình tĩnh nè. Tôi có giáp rồi, tôi nung vàng lên xong tôi làm giáp cho. Ok, bên đây không có vàng rồi. Bên đây có vàng rồi, nhưng mà không có than.
Ở bên đây có thang nè. Ok, tôi bỏ vậy, tôi nâng. Đó. Thì anh em biết không, vàng với lại sắt này nè, là mình với Sam đã rất là cực khổ luôn. Đi đào mấy ngày nay mới xong luôn anh em. Trời ơi, rất là cực khổ luôn á. Ở bên đây là có sắt nè. Ok, để lấy sắt nè. Mình sẽ lấy sắt ra để mình làm kiếm, làm vũ khí anh em ơi. Đó. Ờ khoan, cần gỗ. Quên. Gỗ đầu, gỗ đây rồi. Ok, mình sẽ làm mấy cái que nè. Đó, sau đó bấm vào trang bị nè. Đó, ta sẽ làm được cái kiếm kim cương anh em ơi. Làm hai cái nha. Ok rồi, Sam một cái kiếm kim cương, Minh một cái kiếm kim cương. Đó, nè Sam cho bà cây nè. Đó. Woo, ngầu vậy. Quay được chơi cầm kiếm. Kiếm này mạnh lắm luôn, nhìn nè. Chiu, bang. Tôi chém chúng bà phải không? Trời ơi, trời mất nửa cây máu trời. xin lỗi. Ok. Để mình xem coi. Ok, vàng đây nè. Rồi ok. Bên đây hình như nung cũng gần xong nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chế giáp cho Sam nha anh em. À, giáp cần nhiều vàng không ta? Cái nón nè, một cái áo nè. Rồi xong hết sạch luôn. Ok, để làm thêm. Vàng đâu rồi? Ok, vàng đây. Lấy thêm nè. Rồi bên đây nữa. Ok. Bây giờ mình sẽ chế được cái gì nữa không? À, chế được cái quần rồi nè anh em. Đó. Rồi bây giờ chờ thêm để chế thêm đồ dài nè. Sam, giáp này lại đây. Đi đâu vậy? Tự nhiên cái kiếm tôi làm cỏ, cho bà đi bà lấy kiếm bà đi bà gặt cỏ phải nồi. Kiếm này kiếm phải này để. Kiếm này trời để đánh quái vật chai mà đi để nhổ cỏ tào lao. Trời ơi, gặt giáp nè. Mày đánh mà ta. Giáp này, giáp này đó, tôi đưa giáp cho bà đó, mặc vô đi. Ok. Cái mũ nè, cái giáp nè. Chết. Ok, tôi làm cho bà thêm một cái đôi giày nữa nè. Cái quần nè. Ok, thiếu đôi giày rồi. Nè, giày nè, đó giày đó. Đâu rồi? Tìm được chưa? Ok, đôi giày. Ok rồi anh em ơi. Bây giờ mình với lại Sammy sẽ cùng nhau tiến tới sa mạc nào. Đi thôi. Bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ cưỡi bằng rồng để đi nha anh em. Ok, cưỡi bằng rồng đi. Nè Sam, bây giờ tôi nói nha. Con rồng lá cây nè, bà có cưỡi được chưa? Tại tôi thấy lần trước bà cưỡi con rồng tha mà bà bay lên trời chết con rồng luôn. Rồi vậy tôi cưỡi con này cũng được. Ok thôi, tôi cho bà cưỡi con rồng nhỏ, chứ bà mà cưỡi con rồng lớn á là bà sẽ dễ bị té, hiểu không? Đó, cho nên là thôi để con rồng lớn tôi cưỡi cho. Sammy nướp lắm anh em ơi. Đi ra tôi đào cho nè. Đó. Đi ra. Ok, rồi leo lên đi. Rồi, leo lên nào. Rồi, chúng ta cùng nhau tiến quân thế nào anh em ơi. Cùng nhau đi đến sa mạc thế nào. Let's go. Ok, mọi người ơi, đã gần tới sa mạc nè. Rồi, ok, tới luôn nè. Wow, đây là sa mạc nè. Trời ơi, tới chứ giờ. Rồi, xung quanh anh toàn là cát. Ơi, trời ơi, quá trời cát luôn nè. Qua đây nè. Ok. Ăn lên, trời ơi, con dùng đi chậm quá. Không cho con dùng ăn không vậy? Có chứ, trời, ngày nào chẳng cho bọn nó ăn, cho nó ăn cả ký thịt luôn. Y như là con cái gì ta, con chó búp vậy trời, cho ngày nào cũng cho ăn cả ký thịt luôn mà không nói. Ôi, có cái nhà đây nè, Sam, lại đây. Ôi, gì có vậy? Cái nhà ở đây nè. Từ để tôi đắp luôn, con dùng đi chậm hát quá. Hát cho anh, hát trao cho anh, ô gì? Ôi hát trời, cho anh. Có người trời, hát mày quá. Hát cho anh, bọn mình đang... Bọn mình đang kiểu sao ta? Bọn mình đang bị lạc đường ở trong cái sa mạc này. Bây giờ có người sống ở đây rồi, bọn mình sẽ hỏi. Biết đâu người ta biết, người ta sống ở đây lâu rồi mà. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ê, thằng nào vậy? Dạ, bọn tôi là khách du lịch đến đây hỏi đường. À, khách du lịch. Khách du lịch. Ai gì vậy? Bọn nó xong ở trong này vào nhà. Ủa, cái gì vậy? Ủa, ông ơi, sao tự nhiên ông đánh bọn tôi, ông đuổi bọn tôi đây vậy? Tôi có làm gì đâu. Không có khách du lịch nào mà đi cưới lên hai con rồng to chà bá rồi hai tay cầm hai cái mà mình cướp sa mạc, mình cướp nhà dân các mày. Cứu đi, cứu đi. Đó, bọn tôi đâu phải là cướp đâu, bọn tôi là người. Nè, cho mày cái này nè. Bọn tôi là hiệp sĩ. Ở cho gì? Nè, cho mày cái này nè. Ông quăng cục phân vô người, vô mặt mình sao ơi trời. Kiếm rồi ông cưỡi rồng làm gì cho họ sợ? Bây giờ mình cầm gì đó đi. Trời ơi, tôi có biết đâu, người dân ấy tôi có biết là họ nhét đến cỡ đó đâu trời. Để mình ra mình coi ổng có chịu. À ông ơi ông. Chị. Làm ơn cho bọn tôi hỏi đường được không? Bọn tôi là người tốt, bọn tôi không phải là kẻ xấu đâu. À, hỏi đường đi đâu? Hỏi đường đi đâu? Hả? Hỏi đường đi đâu? À, bọn tôi muốn hỏi đường đi đến Kim Tự Tháp. À, đường đến Kim Tự Tháp thì tôi chỉ nè. Giờ anh đi thẳng được chưa? À. Rồi, quẹo trái. Rồi quẹo trái lần nữa, được chưa? Sắp tới rồi, được chưa? Rồi quẹo thêm lần trái nữa nha. Hết rồi. Ủa cái gì, đi thẳng quẹo trái rồi, quẹo trái rồi, đi thẳng rồi quẹo trái cái gì? Sao này quẹo trái rồi trái sao biết được trời. Trời, đi tự nhiên, đi vô sa mạc thời luôn, mình nói đúng mà anh em. Đi vô sa mạc là cái sa mạc nó rất là nóng anh em ơi. Thường đi vô sa mạc là hay gặp mấy người bị tẩn kiểu vậy lắm. Nóng quá mà bị tẩn luôn rồi, thôi kệ ổng đi, không liên quan. Tôi có cái nước nè, tôi uống miếng nước nè. Ui, sao, lại đây, gì vậy? Trong đây có cái đường hay gì hôm nay nè.
qua đây qua đây. Nè nè dưới đây nè, dưới đây nè. Ok, tôi bơi xuống coi. Ui. Mở coi cái gì trong đây vậy? Quay. Cái gì đây? Bản đồ. Ui. Đây là bản đồ á. Từ để tôi xem cái tên nó là gì. À, bản đồ kim tự tháp. Ui sao ơi. Tôi kiếm được cái bản đồ rồi nè. Trời trời trời. À. Vậy là cái ông này ổng giấu cái bản đồ bên dưới giếng. Hai thằng kia. Mày tới nhà tao mày đi. Chạy kia. Kia tự tháp kìa, tôi thấy rồi kìa. Kìa. Wow. Ui trời. Cầm vét sợ mày. Wow. Trời ơi. Ok, mình đi xuống mình xem coi. Trời. Cái kim tự tháp nó to vậy luôn hả trời. Mình tưởng nó cũng nhỏ nhỏ như căn nhà thôi. Ai dè nó to y như cái biệt thự năm sau. Tựa nhầm to nguyên như cái nguyện. Như cái ngọn núi luôn. Qua đây đi. Trời, nó to như cái ngọn núi luôn. Chứ không phải là to bình thường anh em ơi. To hả? Ôi nhìn kìa nó to gấp mấy lần người tôi luôn. Giờ sao mình leo lên trời. Ôi. Oh my god. Ok. Thì anh em ơi, bọn mình hôm nay á, bọn mình tập này bọn mình đã đi kiếm được cái gì ta? Kim tự tháp rồi anh em. Và nếu như mà anh em nào mà muốn mình với lại Sammy à khám phá cái kim tự tháp này ở trong tập sau á, thì anh em hãy bình luận lại số 1 cho mình biết nha. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy và các thành viên trong team Hero để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Ok. Bye bye mọi người. Tạm biệt. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.